các bạn thấy không? Trời trời, mà trời đâu có gió đâu các bạn, linh dữ người ta. Trong mùa tre này có ai không trời, có ông nào không biết. Các bạn ơi, mình mới thấy dấu hiệu rất là kỳ lạ, bà con mới chặt cây. Muốn giúp bà đi về nhà thờ là bọn chiều thôi. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của Hiệp ha. Thì hiện tại Hiệp đang có mặt tại một cái cua hơi gắt các bạn. Kế bên đây thì có một bụi tre rất là to lớn. Bụi tre này mình nghe bà con đây nói lâu năm rồi các bạn. Còn như cách này mấy tháng trước, ở đây chưa có đốt bóng đèn các bạn. Có nhiều người họ đi ngang đây, họ thấy bóng me ở trong cái bụi tre này. Thành ra họ chạy kiểu như bị mất tay lái đó các bạn. Họ lọt xuống đây nè. Cái lúc mà họ lọt xuống dưới là nói chung thân thể của họ không có ảnh hưởng gì hết. Xe cộ thì bình xăng con vô nước, hoặc là nước vô trong máy xe tắt máy thôi các bạn. Mà mình nghe nói ở đây một năm như vậy là có ít nhất từ 3 đến 4 vụ lọt xuống ngay đây. Mà đó các bạn thấy không, chó thấy mà nữa. Mà họ thấy toàn ngay bụi tre này không à. Họ thấy cái lúc mà như giờ này mình đang đứng ha, sớm hơn nữa, khoảng cỡ 6 giờ 30 là họ sẽ thấy. Thì hôm nay mình nghe cô chú đây nói linh quá, mình đến đây mình làm một buổi lễ nghi thức và mình cúng kiến cho tất cả các vong linh, ông bà cô bác tại vị trí này. Thì đầu video Hiệp chúc tất cả quý anh chị và chúc tất cả quý cô chú có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe ha. Không biết chó thấy ma hay thấy mình mà nó sủa dữ vậy trời. Còn cái mít này nó kêu xào xào hoài các bạn. Vài bữa nữa mình cho nó vô sọt rác luôn rồi. Đang đặt hàng. Gì trời, các bạn nghe gì trong lùm tre này sột sạt không? Gì ta? Ôi má ơi, các bạn thấy không? Trời trời, mà trời đâu có gió đâu các bạn, linh dữ người ta.
trong mùa tre này có ai không trời, có ông nào không biết. Các bạn ơi, mình mới thấy dấu hiệu rất là kỳ lạ, bà con mới chặt cây. Đó. Tre đu đưa dữ vậy trời. Má ơi. Thì ok các bạn, bây giờ mình cúng kiến thôi. Như vậy là chứng tỏ ở đây rất là linh thiêng các bạn. À, mục đích của tôi hôm nay đến đây chỉ muốn cúng kiến và cầu các vong hồn ở trong bụi tre ra để hưởng nhang đèn và bánh ha. Bây giờ mình nổ ốc cục ở trên các bạn, ốc cục mình nổi lên cứ bằng lòng tay lòng chân đứng lên luôn á. Ghê trời. Dù qua tâm linh mà nhìn giáo giác như điên trộm vậy trời. Có sủa mình hay là sủa ma không biết. Mục đích của tôi đến đây để cúng kiến cho tất cả các vong linh ở ngã ba này. À, nếu mà vong hồn nào chưa đi siêu thoát thì tôi mời ra để hưởng nhang đèn và bánh. Mô Phật, mô Phật. Thường thường là mình đi khám phá tâm linh về ban đêm đó, là mình đã quen rồi các bạn. Nhưng mà hôm nay cái cảm giác mình đến đây nó làm cho mình lạnh lạnh người, với nổi cục xúc luôn các bạn. Nổi mà nổi kêu bằng miết luôn đó. Ủa?
Ở trên cam mình thấy có một bóng đang lướt lướt từ ở bên mấy cây họ trồng bên đây các bạn. Có một bóng đang lướt qua. Ngủ tre đây nữa. Ai đi giống như phụ nữ vậy trời. Hương Linh các bạn ơi. Ờ, chào Hương Linh nha. Trời ơi. Không lẽ cái lễ nghi thức của mình rất là hiệu quả vậy ta. Mới vừa cúng kiến có một con đi từ ở bụi cây chuyển bên kia qua. À, Hương Linh cho mình hỏi có phải Hương Linh di chuyển từ ở trong bụi cây ra không? À. Đói quá hả? À. Đói mình hưởng nhang đèn đi rồi mình có thể dùng bánh. Này hồ quá các bạn ơi. Dưỡng đàm không biết sao. Chiều giờ cứ dưỡng đàm suốt luôn. Rồi hưởng nhang đèn đi cô. À, ngồi chơi muốn hỏi thăm cô mà. Hưởng đi rồi bánh rồi nè. Xe bánh cho em. Cô từ đâu đến? Từ nơi nào đến? Cô xin chào hả? Trời ơi. Nè, dùng bánh đi. Ở trên trời sao cô không ở mà cô xuống dưới mặt đất vậy cô? Cô có nói chuyện được không? Sao vậy? Gì trời? Bóng lạ thì ta. Ra dấu rất là kỳ lạ. Mình hỏi cô từ nơi nào đến thì cô chỉ lên trời các bạn. Một cây thánh giá nữa hả? Trời đất ơi. Có phải cô ở trên thiên đàng xuống không? Rồi, như vậy là cô bên đạo Thiên Chúa đúng không? Thường thường đạo Thiên Chúa họ đâu có hưởng nhang đèn ta. Đói quá hả? À. Có các bạn. Bây giờ họ cũng cải tiến. Ngày xưa thì họ không có sử dụng nhang, nhưng mà đèn cầy thì họ vẫn sử dụng cho đến ngày hôm nay. Phải không cô? Rồi mình ở trên thiên đàng thoải mái quá. Tại sao mình không ở mà mình đi xuống trần gian? Như vậy là cô cháu của Chúa Giêsu ha. Mỗi ngày vô đạo Thiên Chúa là cháu hết, con với cháu hết. Đúng không con?
Rồi hôm nay cô nghe tôi cầu rồi cô mới xuống đó hả? Đói quá, cũng như là mình đi kiếm ăn đó ha. Trời trời, ở trên thiên đàng không ở mà đi xuống dưới trần gian kiếm ăn trời. Ở trên không có ăn hả cô? Cô năm nay được nhiêu tuổi ha? Cô năm nay được nhiêu tuổi? 21 hả? Cô tên gì? Lành. Tên Lành. Rồi rồi gia đình của cô ở gần đây không? Xa không? Xa hay gần? Gần hả? Gần kỳ, ở đây đâu có nhà thờ nào mà gần. Gần là cách xa nhiêu mét? Cây số? Mấy cây số? 10 cây số. 10 cây số là có nhà thờ các bạn. Còn ngay địa bàn đây là không có nhà thờ, chỉ có chùa thôi. Rồi những lúc mà đêm khuya như thế này cô có xuống dưới mặt đất cô đi tìm thức ăn hay là cô đi du ngoạn không? Mục đích của mình là đi tìm thức ăn rồi có ý nào nữa không? Muốn ôm hả? Kiếm người yêu hả? Kiếm người yêu các bạn. Rồi người yêu của cô ở đâu rồi? Hiện giờ đang ở đâu? Rồi lúc cô mất cô có chồng chưa? Còn gái luôn hả? Rồi lúc mình mất là mình bị gì mất? Là gì trời? Mình cũng không biết luôn các bạn. No hả cô? Rồi bây giờ cô đi về đâu ngự? Bị che hả? Mình ở trên trời mình xuống thì mình về trời đi, về thiên đàng đi. Rồi cái đó là cái gì? Chừng nào cô mới về trên thiên đàng? Đây lên dưới trời lá cây sao mà cũng hít hít luôn. Thôi bây giờ đi theo tôi dẫn cho cô đi về nhà thờ ha. Mình đạo Thiên Chúa thì mình phải về nhà thờ. Không phải đi về chùa. Rồi người yêu của cô là đạo gì? Thiên Chúa luôn hả? Thiên Chúa là giơ tay lên vậy hả? Thánh giá.
Vậy hả? Giơ tay lên bị đóng đinh vậy hả? Rồi. Cô nói con ngự trong bụi tre hả? Cô ngự ở đâu thì cô về đó đi. Mông đẹp hết sức mà không có biết nói chuyện trời. Lúc mình còn sống mình có nói chuyện được không? Sao mình mất rồi mình không có nói chuyện được? Mình chán bằng keo hả? Vô phương luôn. Rồi đi đâu đi đi, muốn giúp bà đi về nhà thờ rồi bà không chịu thôi. Thì ok các bạn, cô gái đi vô bụi tre ẩn ở trong rồi. Mục đích của mình hôm nay muốn đến đây cúng kiến và cầu các vong hồn ra để hưởng nhang đèn và bánh. Nhưng mà vô tình hôm nay mình gặp được một cô gái, cô chỉ là cô ở trên thiên đàng, cô mới xuống mà không biết phải hay không các bạn. Cái này mình chỉ hỏi rồi họ chỉ lên trển thôi. Rồi mình hỏi họ ở trên thiên đàng xuống muốn chết mà tại sao không ở, họ nói họ đói các bạn. Ở bên đạo Thiên Chúa thì người nào mất cũng phải lên thiên đàng ở hết, nhưng mà tại sao vong cô gái này ở từ ở trên thiên đàng xuống mặt đất? Mình cũng đang muốn biết là về người cõi âm ở trên thiên đàng xuống các bạn. Vong cô gái này nói chuyện không được, chắc có thể do một cái thế lực nào đó không cho cô nói. Thì có thể hôm khác mình đến đây mình sẽ khai khẩu họ để cho họ nói chuyện và mình sẽ dễ tiếp cận hơn các bạn. Thì bây giờ họ đã ẩn vô trong đó rồi, trong bụi tre. Bụi tre như vậy mà linh dữ vậy trời. Hết vong này vô tới vong khác ra, miết luôn tao. Ok, tôi về nha con. Hôm khác tôi đến đây tôi sẽ khai khẩu cho cô ha, hỏi nhiều điều ở trên thiên đàng như thế nào ha. Chúng tôi là đạo Phật cũng muốn biết ở trên thiên đàng là sung sướng cỡ nào. Thì ok các bạn, bây giờ mình có thể kết thúc video ha. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye quý anh chị.